trọng hơn phải làm, đó chính là xem rốt cuộc có thể lục soát được bao nhiêu năng lượng từ nhà của bản thân. Người xứng đáng với lời lẽ chi lý, họ thân ngã người ra thánh ăn no. Ta tài tính theo năng lượng ước chừng không dưới 8 vài bản lượng. 8 vài bản lượng ư, không ngờ lại giàu có hơn cả quốc phú của đại khanh. Đó chính là thu nhập của toàn bộ đất nước trong 20 năm đó. Người ta thường nói họ thân ngã người ra thánh ăn no. Khoản tiết kiệm cả đời này của hòa thân đủ để ra khánh tiêu 20 năm, còn hòa thân nói huyền cũng chỉ 20 năm, có thể thấy một nửa số năng lượng hàng năm của đại thanh đều phải chuyển vào nhà hòa thân. Hèn gì vào lúc thi thể Càn Long chưa bị lạnh thì ra khánh đã vội vã niêm phong gia sản của hòa thân, món quà lớn mà người cha Càn Long để lại cho ông. Thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ, xem ra những gì phụ hoàng nói để đúng, bảo bối hòa thân đúng là món quà tốt đẹp nhất mà phụ hoàng để lại cho chấm. Lúc này lên hòa thân mang theo vô cùng bước vào đại điện, gia khánh trông rất vui vẻ đắc ý. Chỉ đám người thương nghiệp còn người trên nỗi đau của người khác. Gia Khánh nói với hòa thân kết quả xét xử của mình bộ là chỉ có giết hòa thân mới có thể chứng minh lại anh, tới đây hòa thân đã không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Nhưng điều ông vẫn không yên tâm trong lòng là đứa con phong thân ân đức của ông có hiệu phong thân ân đức không tham dự vào những việc làm của hòa thân, đồng thời đã cưới thập công chúa mà Càn Long thương yêu nhất. Cho nên Gia Khánh không đến nỗi đuổi cùng giết lận. Sau khi hay tin con trai mình không bị liên lụy, hòa thân coi như đã yên tâm rồi. Sau đó Gia Khánh lập tức quyết định lâm trì xử tử hòa thân. Ngay lúc hòa thân sắp bị đưa ra ngoài, đột nhiên thanh niên xông vào đại điện, hơn nữa bà còn lấy di chiếu của Càn Long ra, bà bảo thanh đó bà điều tra hòa thân giúp Càn Long. Càn Long cũng đã đồng ý với bà, có thể đến tội chết cho hòa thân. Điều này khiến hòa thân người sắp chết đến nơi lại nhìn thấy hy vọng. Ông vui mừng bảo vẫn là thái thượng hoàng đối xử tốt với ta. Gia Khánh và Ưng Kiệt đều lộ rõ sự thất vọng. Thanh niên bảo với hòa thân nếu đã được sống tiếp, sau này bọn họ hãy sống một cuộc sống của người bình thường. Nhưng khi hòa thân vui mừng mở di chiếu ra, lập tức sắc mặt cứng đờ, sau lại như vậy. Ưng Kiệt đứng cạnh đó phát hiện có gì đó sai sai, lập tức đến kiểm tra nội dung của di chiếu. Dưới bản thân lập tức ông ta nở nụ cười của tiểu nhân đắc ý. Sau khi Gia Khánh xem di chiếu, trên mặt nở nụ cười hài lòng, mặc kệ là lâm trì hay dưới bản thân, chỉ cần có thể tiêu